Sư đã an vị nơi Phật tọa, kính chư đại đức tăng ni cùng chư vị Phật tử thánh đệ ngài và đệ. Sau đây là phần truyền giới, ngũ giới và ba quan đại giới. Con kính thần kính đảnh lễ ngài, kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và tác quan trai giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và tác quan trai giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và tác quan trai giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha Cô Va Đo. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chân quả trên biên tri, do ngài tự ngộ không thầy chế giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha Cô Va Đo. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chân quả trên biên tri, do ngài tự ngộ không thầy chế giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha Cô Va Đo. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chân quả trên biên tri, do ngài tự ngộ không thầy chế giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha Cô Va Đo. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chân quả chánh viên tri, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha Ra Hoa Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chân quả chánh viên tri, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha Ra Hoa Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh viên tri, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba.
con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Pháp quy tam bảo tròn tuổi chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sở sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sở sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sở trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sở trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sở tà dâm. Con xin vâng giữ điều học quy tranh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự dễ dùng đồ hoặc cấp chất sai. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự dễ dùng đồ hoặc. Con xin vâng giữ điều học là chư thiền tinh nên thở trì mười giây này chứ được trong sạch và đang vẫn giữ hành theo được trong sạch trọn đời hôm nay dễ vui. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sợ ăn xa giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sợ ăn xa giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sợ mát tội càng đàn xe mát hay đàn càng trang điểm và bực thông rồi phân và đeo tràn qua. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự mua hát khỏi cần được xe mua hát nghe đợt kèm trang điểm to bật thơm rồi phân và đeo tràn qua. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi ba cao và tinh đệ. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi ba cao và tinh đệ. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tam điều của Đức Phật đã giao truyền hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vi lai. Thưa thiền tinh nên thở trì ba quan trai giới cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay tâm thanh dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời công nhờ dư giới. Các chúng sanh được giàu sang công nhờ dư giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn công nhờ dư giới. Bảy các cái nên chư thiền tinh và đáng thở trì giới và chư được trong sạch hình thành đại lâm nhờ sa thu sa thu sa thu lần hai phạm thiên vẫn ngắm ngồi khẩn khoảng phật ngắm lời những chẳng gì hơi quyết lòng ở đạo giải đời nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang phía pha độ các hàng đệ tử có năm thầy tính giữ pháp thừa đó là nhóm kiều trần như được đem hương mỹ hữu dư rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp ven còn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm đã tam giới thượng phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thân ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cả
con. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Imaya Dhammanu Dhamma Paripatiya Uttang Pojemi. Imaya Dhammanu Dhamma Paripatiya Dhammang Pojemi. Imaya Dhammanu Dhamma Paripatiya Sangkhang Pojemi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được thượng hoài thanh biên trì, do Ngài tân ngộ không thầy chi dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường tăng báo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường quen ngọc ăn tam bảo, hóa trời nguyên giả được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu sa thu sa thu lần hai. Hôm nay các câu hỏi, một câu hỏi sư xin trả lời câu hỏi. Ok, đây thấy chương trình thực tập. Bạch Ngài, con kính đảnh lễ Ngài và chư Tăng. Hôm nay con xin trình pháp đi kinh hành. Bắt đầu đi. Đi kinh hành. Rồi hành giả giải thích. Đứng à. Đứng à, muốn đi à, đi à, mặc bước à, trai bước à, bên phải chuyển động, bước đi, thì bên trái cảm giác nặng, còn niệm nặng à. Con quan sát khi di chuyển từ lúc dở bước xuống đạp ấn, con biết có sự co giãn căng cứng rung nặng nhẹ chậm chậm chậm, con đều ghi nhận hòa niệm. Có khi muốn té, con niệm muốn té à. Khi di chuyển có lúc nhanh lúc chậm, giống như slow motion, có lúc nặng, nhẹ hoặc rung như ngờ già, có lúc con đang đi, chân đứng lại không muốn đi. Chấm chấm chấm. Con niệm đứng à, đứng à. Con cảm giác hai chân cứng đến toàn thân cứng, hai tay buông thẳng giống như người chết đứng. Con niệm suy nghĩ cảm thấy nắm từ hai bàn chân lan tỏa khắp toàn thân. Con ghi nhận kế tiếp thân rung nhẹ chạy nhanh lên đầu gật hai cái. Con niệm gật à thì hết gật, nhưng nhìn lại cảm giác như thân tan biến không còn nữa. Con niệm mất à, mất à chấm chấm. Tâm biết mình bây giờ đang đứng. Con niệm đứng à chấm 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 chấm. Từ từ con cảm giác thấy nóng nóng phía dưới lòng bàn chân tay, hơi thở bắt đầu vào ra phòng xẹp bắt đầu. Lúc nhích trở lại, nhúc nhích trở lại, chấm chấm. Sự sống bắt đầu
chỉ cần hơi thở ra không vào thì chết, có hơi thở vào thì bắt đầu cuộc sống sanh lão bệnh tử tiếp tục lặp đi lặp lại. Con cảm giác sợ, con phải niệm không phải sợ chết mà sợ sanh tử luân hồi. Nhớ lời dạy ngài giảng dạy, đây là khổ, đây là nguyên của khổ chấm chấm. Con muốn chấm dứt khổ phải nương theo bát chánh đạo giới định tuệ chấm chấm. Nước mắt tự nhiên chảy xuống hai con mắt từ từ mở ra. Con cảm giác giống như mình đang trải qua một giấc ngủ thật ngon, rất an lành. Con niệm an lạc chấm chấm. Con thành kính cúi đầu đảnh lễ và tri ân Tam Bảo, tri ân ngài và chư đại đức tăng, tri ân ban tổ chức và vườn hoa chân pháp Facebook. Chư thiên Facebook, con thành tâm cúng dường sự hành đạo đến Tam Bảo, đến ngài, đến chư đại đức tăng, chư thiên cha mẹ cô ba đại gia, ban tổ chức và tất cả chúng sinh đồng đều nhau cả thảy. Sa thuốc, Maha sa thuốc, kinh bái. Đây là sự trình pháp của một hành giả. Như vậy trình pháp cũng là mạch lạc, không bỏ túc thêm. Thì đọc thì cũng như người nghe, thì chỗ nào vì thấy chỗ này cũng nên thêm, rồi chỗ này mình không có cần, mình cũng có rồi thì thôi. Vậy thì cái này thì cũng có cái thường thường ta đời ta nói học trường học với bạn học ca, thì có cái này cũng như đọc lại thì có gì có chỗ nào mà có gì cần thêm cần bớt chỗ này tự học này. Tự học ra là thế nào? Cũng là chúng ta tự hành như vậy. Vậy thì trong chỗ này không phải chi, chỉ có niệm thôi. Nếu gọi là niệm, dù cái gì cũng niệm. Bây giờ trong khi hành thiền, phát sinh một cái cảm tưởng, cảm nghĩ, sống bắt đầu đó. Từ sự sống bắt đầu, chỉ cần hơi thở ra. Không bao giờ hơi thở ra, không vào thì chết. Đó là sự suy tư, đây gọi là suy tư tuệ. Ta hơi thở vào thì bắt đầu cuộc sống. Bây giờ sống rồi thành lão tử, sống trong đó có sanh rồi, có lão rồi, có tử. Và tiếp tục lặp đi lặp lại tâm cảm giác sợ, không phải sợ chết mà sợ sanh tử luân hồi. Và nếu niệm chi tiết là ôi sợ thế này cũng được vậy niệm đó. Rồi nhớ lại ngài giảng ngài, đây là khổ, đó là nhớ lại là giảng. Thế thì có gì thêm hay quý hành giả niệm kinh hành niệm được như vậy thì rất là tốt. Và nếu hành giả trong khóa thiền này quý vị thấy là ở chỗ đó mình cũng nên thêm chỗ này, ở chỗ kia dư với mình, thì do đó quý vị bỏ túc và quý vị bỏ bớt tùy theo cái gì. Đây là bây giờ câu trình pháp của một người Phật tử. Cái thiền đi, thiền ngồi, thiền quả, thiền hành, hai thiền cái lợi nhất trong cuộc đời của một người tích cực tu miên nhân mật. Chương trình có ba cái trong trung tâm lớn của ngài Ma Sĩ. Một là ngồi thiền vì biết rồi, đi thiền đây
đây là đi thiền là như vậy, thì trung tâm đó nó cũng phân tích rồi. Cái này khi mà quý vị đi đó, quý vị cảm thấy mãi đối với hành giả như vậy, không diễn tả hết trong một đi một tiếng, biết là bao nhiêu đối tượng ngoài cái ngoài trong hành giả giải thích này. Đôi khi bất chợt nghe tiếng rồi thấy, nào là thấy rồi nghe, nhưng mà đối tượng nào đó thì quý vị ghi nhận thêm, nếu mà không có, đây là thiền hành. Và thiền hành như vậy nó có 5 lợi ích của thiền hành. Thiền quả có lợi ích, thiền hành có lợi ích như thế. Đi được đường xa, sự thiền nhân trong lúc hành đạo. Rồi đi như vậy ít bệnh hoạn. Rồi hiểu về hiểu bệnh, không có bệnh. Vật thực, hiệu quả. Thiền nào phát sanh trong lúc đi cân hành, cái chánh niệm đó tồn tại lâu, đó là hết này. Thế thì cái câu trả lời ngày hôm nay chỉ một câu ngắn gọn như vậy. Rồi bà thúc thêm, quý vị đi niệm, đứng niệm, trong khi đi này nè, ngoài chỗ này niệm tập hay chánh niệm tập hết, biết bao nhiêu trăm ngàn tác ý này cũng tốt thêm. Nhất là tác ý khi đổi một cái tiểu vai nghề này qua tiểu vai nghề khác rất là tốt. Vì vậy khi đi hình hành trong trung tâm, cho hành giả đi có giới hạn, muốn đi bao nhiêu đường chỗ nào mình phải quyết định trước, đi từ đó tới đó thôi. Như vậy hành giả khác nhìn thấy ở người đó đang đi được đó, được hiện tại tránh này, hay đúng lúc đó quý vị đi chừng 10 thước 15 thước thì quyết định tôi bắt đầu cho đó, vì là đi tình hành dùng tác ý à, muốn đi rồi bắt đầu đi hết con đường, hoặc tới đó đụng dách nhà, dách cốc, dách của chùa, dách của chân điện, thiền đường vân vân. Thầy có gì đứng, vì phải niệm bốn đứng à. Rồi niệm bốn đứng rồi kế đó đừng, và muốn đứng rồi đừng, có thể một niệm hai niệm, niệm thầm đứng à. Trong khi niệm đứng vì có thể quan sát từ đầu xuống đứng một vài ngày, đứng rồi quay, muốn quay. Khi mà muốn quay rồi bắt đầu việc quay một đồ hai đồ và đó tùy theo quay, một quay rồi nhích một chút, rồi quay nhích một chút, quay cứ như vậy. Vậy cái chân mặt á, việc ngồi đứng đó rồi chân trái việc quay, nếu có việc quay từ trái qua mặt, nếu có gì mặt từ mặt qua trái, cái trụ của chân trái bị đứng đó chỉ nhích một chút thôi, chân mặt nó quay rồi quý vị cảm giác hết cả toàn thân, cả quay tới độ được một vòng của quay rồi đó, từ đứng đó thì quay lại là đó, đi tới đi lùi. Cái nghĩa đi thấy đi lùi này hành giả hiểu khác nhau. Có một vị hành giả đó xưa nghe nói thì ngài đại đức không khâm khi còn tại tiền, ngài pháp hành giỏi lắm, phải học. Rồi ngài chỉ cho một người hành giả, cái hành giả đó nói cho sư nghe thôi, nói đi tới phải đi tới lui á, thì nha vẫn đứng đó rồi đi lui bước lùi, đó là một cái hiểu cái chú giải. Rồi ngài vẫn đứng đó rồi lôi giống như xe lôi xe lôi á, nó không quay à, lôi bao nhiêu chân. Nhưng mà có rất khó đó, mình mặc cái mắt mình nhìn tới cái đi lôi mình cũng đâu có thấy đâu có mắt, mà vì đó cũng giữ theo ông giới đường đi cho nào, ông lôi theo đường ông nhớ đi đó, ông giải thích vậy. Sườn nghe một vị đã lặp lại thôi chứ không nghe trực tiếp, còn ngài thông khâm
một thời pháp nào ông giảng thầy xưa luôn luôn phát sanh hệ lạc, ông này nói pháp rất là giỏi. Đây, quyển khác xưa nghe đôi khi không mạch lạc bằng vị này, diễn thường thôi, nhưng mà ông nhắc khiến cho mình quan hệ. Đôi khi ông nói về vấn đề đi tu, ông nói vấn đề Đức Bồ Tát á, muốn đi tu đó, không có muốn đâu. Thì nói là hoàng hậu đó, cũng như là xin lỗi đời bắt chế cho đó. Rồi hoàng hậu nghĩ này, thằng thượng sợ đi tu, rồi trả lời sợ ngài nói mình còn trẻ này kia đó, tâm nghĩ. Rồi ngài mới nhổ một cái tóc bạc thôi. Ngài nói nào hoàng thượng, ngài tóc bạc rồi, ngài chỉ thấy một sợi dây tóc bạc, ngài sợ trời ơi ta tóc đã bạc rồi, một tóc bạc ngài sợ, ngài tìm cách bỏ ngài phạm đi tù. Nào vậy đi. Còn mình á, không phải một sợi tóc là đại thành bạc, một phần tư ba phần tư cũng chưa nghĩ tới vấn đề sợ già không đi tù, tới bốn phần tư cũng chưa nghĩ rồi. Rồi tục đẻ hướng dẫn luôn tới bên mình chết một kiếp rồi. Ngôi ông nói thì thật là hay. Rồi đó là cái thời pháp của ngài Thông Khâm, nói về đi tới đi lui. Nhưng vấn đề đi tới đi lui với hành như thầy muốn đi lui đó, thầy mình phải quay cũng như xe vậy đó, quay rồi mới đi lui, chạy lui được, không phải lui bằng cách xe lui một thầy một chỗ ngăn là khác, lui khác, nhưng lui để mà có thế mà quay trở lại người hành giả không quên điểm đứng sự hỏi ngài thông dịch. Cho đến khi sư đi tới đó muốn đi không thì hết con đường đó mình mới niệm đạo muốn đứng, muốn quay, muốn đứng nữa rồi mới đi, rồi đi tới nhiều một bước à, mà bữa nay là thiền hành một bước ba niệm đó, trong kinh đó mặt bước trái bước một bước một niệm, một bước hai niệm dở đạt, một bước đo niệm dở bước đạt, một bước ba niệm. Bây giờ một bước sau niệm đó giải thích thôi, nhưng mà sư thấy mà sư đi thường thường ba bước vừa tại cái chắc là trí của sư vậy đó thôi. Sư thường nhất là khi đi kinh hành cuối cùng cuối của giờ thì cũng phải nên đi ba niệm dở bước đạp cho đầy đủ trí nhớ, đầy đủ chánh niệm mạnh hơn, cái việc trở lại ngồi rất là tốt. Tới khi một bước ba sáu niệm như thế nào, muốn dở bắt đầu thấy dở rồi, rồi muốn bước bắt đầu bước rồi, muốn đạp cái này đạp rồi, như vậy dở rồi biết là bắt đầu dở rồi hết rồi, bước bắt đầu bước hết rồi đạp bắt đầu hết, bắt đầu thấy bắt đầu kéo dài trong dứt của một bước. Rồi có một cách dạy, muốn dở hoặc là gót, mới vừa gót bắt đầu gót nè, dở rồi mới là bước, bắt đầu cái chân nó rời cho đó nè, mới bước rồi muốn đạp mới đạp xuống. Vậy muốn dở, muốn bước, muốn đạp có cái chữ muốn cái đó. Muốn dở là niệm tâm, rồi dở là niệm tâm, muốn bước là niệm tâm, rồi bước qua là niệm thân, muốn đạp là niệm tâm, và đạp là niệm thân. Như vậy một bước này sao niệm tùy theo cái gì dùng đó mà dùng nè. Rồi hết rồi. Ma Phật quý vị hết pin, quý vị trả lại với việc ngồi thiền. Sư sẽ giải thích thêm.
Chánh niệm dùng chữ chánh niệm, chánh định, chánh niệm, chánh định. Có niệm, có định. Có tinh tấn rồi, có niệm, có định. Thì gọi là chánh định. Bây giờ trở lại tiếp tục, tiếp tục cái sự hành đạo. Tôi giải thích cho cũng vừa phải. Bây giờ đây thì tiếp tục thời gian. Đây gọi là chánh định trong lúc mà ngồi. Gọi là chánh tinh tấn, chánh tâm, không biết tâm ở đâu, rồi trở về hiện tại, không còn nghe giáo lý. Hiện tại là thân đây và ở đây, vị tiểu của quán, thân trên thân, thân này và trên thân. Nhịp nói là quán thân trên thân, nghĩa là không quán thọ, không quán tâm, không quán pháp, thì quán thân và trên thân. Ý nói là quán đặc tánh của gió mà trên gió. Như vậy gió không nói tới thọ, là không nói tới tâm, không nói tới pháp. Theo dõi sự chuyển động cũng như giả lại nói về đi giả rồi bước đạp vàng vàng. Bây giờ bắt đầu của phòng rồi theo dõi rồi chấm dứt một cái phòng cho thấy rõ. Và khi sẽ quý vị biết rồi niệm sẹp niệm nè sẹp à chấm dứt một cái. Nếu quý vị niệm hết vậy đó, một tiến trình của hơi thở, một tiến trình của thân, thân sanh thân diệt, nghĩa cho đó là gió bắt đầu của phòng, rồi tiến hành của phòng bắt đầu của sẹp. Chữ phòng sẹp là ý niệm tục đế, nhưng mà khi theo dõi sự phòng đó, ý nó là tiến trình của sự căng rồi theo dõi theo hết, vì phải biết là hết nào. Đừng cho tâm suy nghĩ, không quên ghi nhận thêm phong phong cứng ngà, nghĩa là động đó. Nếu quý vị có sự suy nghĩ, và nếu không có phong hết ban đầu thì sẹp cuối sẹp có một cái khoảng trống một tí, vì không quên động. Như vậy có thể niệm ba niệm ở trong một chuyển động. Phong A, sẹp A, động A. Phong A, sẹp A, động. Động ý nó là cứng lâu, rồi bắt đầu nó thấy giãn ra trở lại. Thì cho đó, bây giờ một hơi thở chúng ta có thể niệm được ba niệm. Phong, sẹp. Đồng, cái nó cảm giác được cứng nào. Khi nói là hết sẹp, nó cứng. Khi nói là da bụng nó đồng như xương sống nó cứng, không có sẹp đi nữa. Thì cho đó, thầy quý vị ghi nhận hay cái tâm ít cả phòng. Dù tâm phóng tâm xuống nghĩ, chuyển của tâm, chỗ này mình niệm không chặt chẽ, tự nhiên nó suy nghĩ, nó biết chuyện quá khứ tương lai, thì niệm thêm, suy nghĩ, đây, đó gọi là niệm tâm, quán tâm trên tâm, là như vậy, chỉ tâm thôi bỏ bụng rồi, đó. Suy nghĩ, một niệm, hai niệm, ba niệm, suy nghĩ không còn, mới trở về với niệm thân, niệm sự chuyển động của bụng.
niệm 10 lần, vì phải niệm 10 lần, mất 100 lần, cũng niệm 100 lần, không bỏ. Nếu mà suy nghĩ nó có bằng không, vì cứ theo dõi sự chuyển động của vận phòng, vận xẹt. Sự suy nghĩ có quy niệm, phải niệm suy nghĩ rồi mới trở về với phòng, với sạc. Đánh giá khi nhận một quán chế ngự buồn lo trong cuộc đời của tâm, chế ngự được là xả ly, không buồn không lo. Trường hợp có cảm giác của thân sinh lên dễ chịu, khó chịu, hành giả, không quên ghi nhận. Khổ, nói khổ, khổ, nếu lạc, nói lạc, lạc. Bằng không, hành giả trả lời với hơi thở, sự chuyển động, căng cứng, di động, quan quan. Thank you.
hết lòng cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo với một hơi thở không buồn không lo, không tham không sân, không quên hơi thở. Đó là phương pháp xả ly, thoát ly. Quan tới bắt cho nhanh, suy nghĩ tới bắt cho nhanh, suy nghĩ rồi trở về với hiện tại. Không thì gián đoạn theo dõi sự chuyển động. Để thấy được các pháp hữu vi, tất cả chúng sanh sống do nhà các pháp hữu vi. Ý nói là sanh diệt của hơi thở. Vòng không theo, tương lai không ước vọng, ghi nhận. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Chỉ có pháp là đây, danh pháp sanh pháp. Theo dõi được như vậy là tuệ quán. Giới định vệ, cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo.
bắt đầu của một hơi thở và chấm dứt của một hơi thở, bắt đầu của sự chuyển động, chấm dứt của sự chuyển động, bắt đầu của sự căng và chấm dứt của sự căng, bắt đầu của sự rung, chấm dứt của sự rung, tùy hành giả cảm giác được. Đây gọi là thân quán niệm xứ hay là quán thân. Thấy được phân đại đại, di động, di động, di động. Cảm giác được địa đại, căng cứng, cuối phòng, cuối xẹp. Nhiệt độ tăng lên trong con người, đó gọi là quả đại. Không vọng tưởng, không vọng, không truy tầm, không quá khứ, không tương lai, đó gọi là chánh định. Dễ chịu, khó chịu của thân ghi nhận, đó là quán thọ. Khổ hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc, đó gọi là tâm xả ly, hay là tâm thoát ly, hay gọi là chế ngự buồn lo tham ô trong cuộc đời, tâm đang hay biết.
Bồ Đề Mê Phật Thăng Cô Sô Mê Na Nê Na Bồ Nhê Na Mê Tê Na Chán Thư Mông Khăn Phật Thăng Mê La Gia Tì Gia Tha Y Đăng Mê Ca Yô Tha Tha Gia Tì Vi Na Sơ pha văn Bồ chê bê thăm măng Cô sô mê na nê na Bồ nhê na mê tê na cha hôn tu hông khăn Bập phăng mê la ya ti ya tha y đăng mê Ca yô ta tha ya ti vi na sơ pha văn Hồi chê mê sang khăn Cô sô mê na nê na Phở nhê na mê tê na cha hôn tu mong khăn Pháp phăng mê la ya ti ya tha y đăng mê Ca yô ta tha ya ti vi na sơ pha văn Cha ra tham om mê cha răng na ti tô Pya thi tham om mê pya thi ngã na ti tô Ma ra na tham om mê ma ra năng na ti tô Tham pê mê pê ye mê na pê na na pha vô vi na pha vô Kamma sang kom mê kamma da ya do Kamma yo ne kamma pantu kamma padisarano Yang kammang karisami kalyanang va pa pa kang va Tasdaya do pavisami te Sampe sankhara nechati Yada panya ya pasati Atanem bindate dukkhe Esamanko visuddhiya Sampe sankhara dukkhati Yada panya ya pasati Atanem bindate dukkhe Esamanko visuddhiya Sampe dhamma anantati Yada panya yapasati Adhanem bindate dukkhe Esamanko visuddhiya Anicca vata sankhara Uppadavaya dhammeno Uppajjantva nirujjanti Te sangho upasama sukha Anicca vata sankhara Uppadavaya dhammeno Uppajjantva nirujjanti Te sangho upasama sukha Anicca vata sankhara Uppadavaya dhammeno Uppajjantva nirujjanti Te sangho upasama sukha Yang hoa công đơn Phật Đà Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau Hoa tư nhân sâu âm hào
Nam đăng tư đại khỏi sao điều tàn, dân hòa cũng đến thăm ma, nguyên màu giải thoát sanh già khổ đau. Hòa tư nhân sâu âm hào, tâm tăng tư đại khỏi sao điều tàn, dân hòa cũng đến tăng già, nguyên màu giải thoát sanh già khổ đau. Hòa tư nhân sâu âm hào, tâm thân tư đại khỏi sao điều tàn, Thế Tôn lời giải ta thường, năm điều quan tưởng phải thượng xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua căn tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết ta sẵn dành, thế nào tránh thoát kiếp sanh mạng kỳ, ta đây phải chịu phân lì nhân vật quý minh, ta đây biết mà ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt sâu tạo ra tự mình, theo ta nhớ bóng theo hình, ta thọ quả bao phân minh kết thành, thì tuệ quang chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ vô thường xưa nay, thoát ly khổ não đọa đày, là thanh tịnh đạo ai đại chớ quên. Khi tuệ quang chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ đau thương khổ nàng, hoặc ly phiền não chán nhằm, là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu. Khi tuệ quang chiếu tỏ tường, các pháp vô ngã chẳng thường là ta, hoặc ly phiền não ác ta, là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Sa thu lành hai hướng cầu các đấng chư thiên, trong vòng tinh xa đời yên hàng ngày, cứ lời lần tha xưa nay, những nơi địa đất nơi cây bồ đề, chúng tôi xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiền để cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn nao phương hằng hà xa, thì cô chẳng được trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phụ trợ nhân, nhưng người trong thâm thôn lân kiều cư châu vẫn được phần an cương, chúng sanh bốn loại thông thường, đoạn tay gắm hoa kỳ lương pháp lành, giải thoát pha bảo nên vô quyền quanh cõi, bầu cho hưng thành lâu dài,
qua thiền trí thức ra ngài mở mang, phần tu xin được bình an, cầu cho tâm chúng ta hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những qua lời ứng trên bao kiệt thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng tôi tấm hoa trong pháp Phật tôi giao truyền, do sự phước báo mà chúng con đã đông sanh làm đây, hãy là món duyên lành để giúp khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày biến mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân ngài đã giúp chúng con hiểu thêm Phật pháp với cái sự trình pháp sáng hôm nay, và nhất là ngài đã hướng dẫn chúng con trong cái sự thực tập. Chúng con thành kính tri ân ngài. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục chương trình. Bây giờ là thời một còn một những nơi thắp sáng, và là chúng ta đi kinh hành. Chúng ta đi kinh hành nửa tiếng, và sau đó chúng ta trở về ngoại thiền nửa tiếng. Thời này chúng ta chưa tập hai. Dạ, và bây giờ thì là thời thông dịch bằng tiếng Anh. Nếu mà Phật tử muốn nghe thì có thể ở lại nghe. Dạ. Now is the translation to the to English. First, we would like to thank you, Sayoji, for his guiding this morning with the interview and also in guiding us to the sitting meditation. This morning there is a question. One of the yogi, I think she said that when doing the walk meditation, she note the standing posture, and she note the intention to walk. And after noting the intention, then she do the walking meditation one step at a time, left step, right step. When noting the left step, she see that on the right step there is the heaviness. And then she note the two step, lifting, stepping down, and then the three step, lifting, stepping forward, and stepping down. And then also one step, lifting, stepping forward, stepping down, and then pushing down, pushing the toe down. And while noting that, she can feel the movement on the foot, the vibration. Sometimes the feeling almost like falling down, like the balance, losing the balance, that feeling arise, and she knows that also. Sometimes the movement become very slow. Sometimes she felt the movement just like an old people. She moved like an old people. Sometimes she felt that there is no intention to move at all. And through all of that, she tried to know everything. And when standing, she see that the two
foot are standing very tall, very stable on the ground, and the whole body felt like a dead person. Just the whole body, there's no movement, just awareness at that time. And she see that when standing, she can feel the sensation throughout her body. And at that time, the body seemed to disappear. And she know that also, she know that sensation. And then when standing, she sometimes aware of the warmness arise from at the bottom of the foot. And she also know that. And then she aware again of the breathing at that time. And then she aim the mind to the element and note the rise and fall in the standing posture. She aware of the rising and falling movement. She felt that with the breathing in, then the living with we start to live whenever we breathe in. And so as long as we live, we need the breathing in and out, in and out. And she get aware of that, and she felt afraid, not afraid of death, but afraid of being in the samsara, in the cycle of rebirth, to be reborn again and again. Every lifetime is suffering, and she is afraid of that. And she remember a Saraji teaching that we need to practice to gain enlightenment. And she really felt that she wanted to get rid of the suffering through her practice. She felt that need to practice to get rid of the suffering. And at that time, the tears began to run down from her eyes. And she noted that also. She noted that emotion. And she felt that time, she started to do the walking meditation again, and she felt at that moment almost as if she just wake up from a good sleep. She felt very calm, just like she just wake up from a long night sleeping. The yogi would like to express appreciation to Saraji for all his teaching, appreciation to all the Sangha, the organizer for this retreat on Zoom. And then also, he would like wish that all the yogi would be able to practice happily. And also, on this occasion, she'd like to offer her practice to the Jipo Gym, to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Saraji answered that this is a yogi interview. The yogi interview her experience through her practice. For the listener, we listen and we understand someone else's experience. But we should know that we all have different experience. Everyone has their own different experience. So we can listen and we can just understand some other people experience so we can learn. But then when we practice ourselves, that is our own experience. We don't expect anything, we don't look for anything, because everyone's experiences are different. And Saraji said that the yogi practice very well. She should just continue to practice. The important thing is everything to be noted. Whatever happening at the present moment, we just keep on noting without missing. So if the afraid arise of being reborn in samsara, in the cycle of rebirth, that mind, that afraid should be noted also. And so with the interview, the Saraji does not have anything to add on. He said that with the walking meditation, if the yogi can note that clearly, that is very good. Very good that we can do the walking meditation and know clearly the intention and then the movement. And for those of us who are listening, we can just
understand someone else's experience, and that's all. And then just apply the practice to our own practice, apply the method to our own practice. Saraji said that right now we are just practicing at home, so we try to maintain as much mindfulness as possible, almost as if we are just warming up. And we keep it warm, keep our mindfulness warm. But then when we have a chance, then we can go to a meditation center and practice intense retreat, like at TMC in San Jose, and going to Burma to attend the Maharshi Center, Padidharma Center in Myanmar, etc. When we meditate, there are many objects to be noted, because many objects arise through the sixth sense door. Whatever arises most prominent at the present moment are to be noted without missing. And for the walking meditation, we should not miss the walking meditation. We try to do the sitting, but try also to do the walking meditation, because there's the benefit of the walking meditation. First of all, when we do the walking meditation, then we have the tendency to be able to walk far away. We don't afraid to walk far away. With the walking meditation, then we don't get sick. Our body is healthy. We are able to sit and maintain our mindfulness more and more. And because of walking meditation, the digestion in our body is good. And also the concentration gained through the walking meditation is very helpful to Vipassana, to gain that momentary concentration. And walking meditation is balanced with the sitting, because walking meditation, we need to put effort. And then it balanced with the sitting, because sitting we gain concentration. Those two are to be balanced. When walking meditation is a chance for us to also note the intention. It's very important that we begin to start noting the intention more and more, especially for yogi who practiced for a long time. Especially when we change in posture, we're standing up, we're sitting down, we're turning. Though that is the intention arise, clearly the intention arise, and after the intention, the movement itself. So we should note the intention, which is the mind, and then the movement itself, which is the body. So when we do the walking meditation, just choose a place where we can walk back and forth. We should not walk walk around. We should just find a enclosed space or a certain distance so that we can walk back and forth, back and forth. That means that when we walk to the end of the path, there is a standing posture that allows us to know wanting to stand, and at that moment that we stand. And when we stand, then we start to know the entire body. The touching sensation at the foot, or if we stand a long time, then we can note the rising and falling movement. And after standing, there is the intention to turn. So we should note that also, intention to turn, and then we turn slowly. When we turn slowly, sometimes we can see that one foot is holding on the ground, the other foot is turning. We can begin to see those details. Saraji said that one of the stories Saraji said is regarding the urgency in our practice. The Bodhisattva, before becoming enlightened, the Bodhisattva was a king. He was a prince. And at the age of 29, he began to renounce. But before that, the intention arise to renounce, but it has not happened. So one day, the queen took out one of his gray hair and showed to him. And seeing the gray hair from his own, the Buddha said that at that time, the prince at that time became very filled with the urgency to practice, because he see that
the death, the nature of death. Death can come anytime. So he need to renounce and find the path to enlightenment. And that's where the Buddha decided at the age of 29 to renounce. So for us also, we should have the sense of urgency. Now that we have a chance to practice the Dhamma, we should take full advantage to practice mindfulness as much as we can. So we will be one step closer to our goal. So with the practice, Saraji reminds us to again try to note the intention as much as we can. And after walking meditation, and then we sit down, then we begin to see very clearly the objects. So with the walking meditation, it supports the sitting meditation. And with the sitting meditation, it will support the walking meditation. They support each other. Saraji also said that with the walking meditation, sometimes we can note the intention before we lift, and then we note the lifting. And then note the intention to step forward, and then we step forward. Note the stepping forward. And then note the intention to step down, and then we're stepping down, noting the stepping down movement. That is only when we have the full mindfulness, maybe usually at the end of the walking session, when our mind is fully engaged, then we can note more objects, noting the intention, the object, the movement of lifting, of stepping forward and stepping down. So that will mean there will be six noting, the intention to lift, and then the lifting movement, slowly, slowly. The intention to step forward, and the stepping forward, slowly, slowly. And the intention to stepping down, and the movement of stepping down. So that means we can get to see more and more the intention and the movement. And that's where we start with the questions this morning. After that, Saraji lead a sitting meditation. When sitting, Saraji said that we will try to gain concentration, what we call momentary concentration, which is very important for Vipassana practice. When sitting down, we aim the mind to our primary object, which is the rising body movement. This aiming is what we call right thought. Right now, it's one of the eight factors of the Eightfold Noble Path. Is the aiming right now, so it's the right thought, because we aim to the right objects, the rising and falling movement. And then we aim the mind to the present moment, not the past, not the future, but the present time. We mind our mindfulness stay at the present and try to observe the rising and falling movement entirely, closely. The whole process of the rising and the falling movement, to see the entire nature of the wind movement at that time. When we know the rising and falling movement, then we will see the tension movement. With the rising movement and then the falling movement, sometimes we can feel the hardness of the touching, because it seems to be hard when you touch. So that's when we know touching. So sometimes yogi can know rising, falling, touching. Rising, falling, touching, which is at the end of the falling, we can feel the hardness. So that is the touching sensation. And if we can note that, if we know three noting like that, then the mind can wander very little. Especially if the mind wander a lot, then we can note rising, falling, and touching. We add one more object. If not, then we can just know rising and falling. But if the thinking might arise, don't be upset with it. Just note them. Note them thinking. Sometimes because the mind is not focused fully on the object, that's why thinking might arise. Thinking might has the chance to arise. So at that moment, just note them thinking, and then go back to observe closely. Rise and fall movement. Sometimes thinking might arise and then disappear and then it arise again. If it keep arising 10 times, try to note 10 times the thinking mind.
If the thinking mind arises 100 times, we try to know them also as much as we can 100 times. But then you remember that we need to aim the mind back to our home objects, which is the rising and falling movement. And as long as we can know closely the rising and falling movement, then there will be no chance for thinking to arise. We are practicing now to let go so that there will be no sadness at the present moment. There is no worry at the present moment. There's no greed. There's no hatred. And there's no delusion at the present moment by being able to know at the present moment. At the present moment, when the object arrives, we note. That means at that moment, there is no greed, there's no anger, and there's no delusion because there's a knowing at that time. So, for instance, what breathe, the breathing in, breathing out, or the rising and falling movement. With the rising movement, and we note the rising and rising, at that moment, there's no worry, there's no sadness, there's no greed, no hatred, and no delusion. We see clearly the object, how they arise and they disappear. Disarity also said that whenever objects arise, pain, thinking, sound, seeing, smelling, tasting, touching, rising and falling, all the objects arising through the sixth sense door, through the four foundational mindfulness, try to note them at the moment that they arise. Not before, not after. Right at the moment that any object arises, we try to note them. And if we can do that, then we can really noting at the right present moment. And because of that, then we can see that the object really arrives and they really disappear. All living beings live on the breathing. The breathing is a conditioned phenomenon. And the breathing itself also arises and disappears. It doesn't last forever. So we can see how fragile life is, how things just impermanent. Again, we try to note the objects at the present moment, not the past, not the future. Note the object at the present moment to see their nature. And with the practice that we are doing right now, keeping our precept, morality, keeping our mind pure with concentration, and practicing vipassana to gain knowledge, wisdom, then we will have a chance to offer our practice to the Buddha who has taught us the Dhamma. We can offer that to this, the Chibujen. Saraji end by saying that we see everything, I try to see everything when we know the rising and falling movement, try to see the beginning of the objects to the middle and the end of the object. From the beginning of the rising movement to the middle and the end of the rising movement. From the beginning of falling movement to the middle and the end of falling movement. And so that our mind can be entirely on the objects without missing. And if we can see that, then we can see the body wholly. We see the wind nature, which is movement, tension, vibration. Sometimes we can feel the hardness and softness, which is the earth nature. Sometimes we feel hot, warm, cold, which is the fire nature. And sometimes we can feel the sticky sensation, which is the water nature. And while noting that, if whatever sensation, uncomfortable sensation arise, or comfortable sensation, or neutral sensation, we should note them also, because they are the feeling. The feeling arise, good, bad, or neutral, we should note them also to see that they also arise. And that's where we stop. With the session, and Saraji chant the blessing, and then we can. So that's where we are. Now we just will continue with our practice. I think now we are doing the sitting meditation. Thank you for your attention.